vị tử là một trong những vị thuốc có công dụng điều trị liệt dương được y học cổ truyền ghi nhận. Cách dùng ngũ vị tử điều trị liệt dương khá đơn giản, tuy nhiên không nhiều bạn biết cách sử dụng vị thuốc này. Ở video này, Thảo Dược Xanh số 1 Jindo sẽ giới thiệu chi tiết tới các bạn. Ngũ vị tử là một vị thuốc rất đặc biệt, có đủ 5 vị đó là ngọt, đắng, chua, cay, mặn, nên được y học cổ truyền gọi lấy tên ngũ vị tử. Ý chỉ loại hạt có tới 5 mùi vị. Khu vực phân bố, cây ngũ vị tử không có ở Việt Nam. Cây chỉ mọc ở một số nước xứ lạnh như Trung Quốc, Nga, Mông Cổ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hiện nay ở Việt Nam có một loại ngũ vị tử được gọi là ngũ vị tử Nam. Ở nước ta cây này thường được người dân gọi là cây nấm cơm, cây na rừng, quả chí chuồn chùa. Bộ phận dùng, quả là bộ phận được dùng làm thuốc. Cách chế biến và thu hái, mùa quả chính vào tháng 9 tháng 10 hàng năm, người ta hái quả về nhặt bỏ cuốn, đem phơi hay sấy khô để làm thuốc. Tính vị, ngũ vị tử có vị ngọt, đắng, chua, cay, mặn, tính ôn, không độc, vào hai kinh phế và thận. Công dụng của ngũ vị tử. Theo y học cổ truyền, ngũ vị tử được coi là một vị thuốc bổ rất quý, được dùng nhiều trong các thang thuốc bổ thận, tráng dương. Đặc biệt vị thuốc này được dùng nhiều trong các thang thuốc để điều trị bệnh liệt dương, người uể oải, mệt mỏi, kiệt sức. Người dân vùng Viễn Đông nước Nga đã biết sử dụng ngũ vị tử từ rất lâu. Những người đi săn thú rừng thường mang theo loại quả này. Theo kinh nghiệm, người thợ săn chỉ cần ăn một nắm ngũ vị tử là đã có đủ sức khỏe để đi săn trong suốt một ngày mà không thấy mệt mỏi. Đúc kết những kinh nghiệm quý từ y học cổ truyền, sau đây chúng tôi xin tổng hợp một số tác dụng chính của vị thuốc này. Tác dụng điều trị liệt dương, yếu sinh lý, xuất tinh sớm. Bổ thận dương, điều trị thận dương hư, tiểu đục, đau lưng, lưng lạnh. Điều trị ho, viêm phế quản lâu ngày không khỏi. Bồi bổ, tăng cường sức khỏe. Điều trị suy nhược thần kinh, mất ngủ, mệt mỏi. Cách dùng, liều dùng. Điều trị liệt dương, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, thận dương hư. Ngũ vị tử 500g sao vàng, nghiền thành dạng bột để dùng hàng ngày. Mỗi ngày dùng 12-15g, uống với nước ấm. Bổ thận, tăng cường sức khỏe bằng rượu ngũ vị tử 500g, câu kỷ tử 500g, nhân sâm 100g, ngâm với 5 lít rượu. Ngâm trong thời gian 1 tháng là dùng được. Điều trị ho, ngũ vị tử 5g, mạch môn 10g, ngưu tất 10g, bách bộ 10g, sắc với 1 lít nước chia 3 lần uống trong ngày. Dùng liên tục cách trên khoảng 1 tuần sẽ có hiệu quả tích cực. Điều trị suy nhược thần kinh, mất ngủ, ngũ vị tử 5g, kỷ tử 10g đun với 700ml nước uống trong ngày. Hoặc có thể dùng 2 vị trên hầm với tim lợn cho người bệnh ăn trong ngày cũng cho hiệu quả rất tốt. Nếu thấy video hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè người thân của các bạn được biết nhé. Thảo Dược Xanh số 1 Jindo, Nam Dược Trần Gia xin cảm ơn. Mua ngũ vị tử ở đâu? Địa chỉ bán ngũ vị tử uy tín là một vị thuốc được sử dụng rất phổ biến trong các bài thuốc y học cổ truyền. Ngũ vị tử đã được Thảo Dược Xanh số 1 Jindo cung cấp uy tín từ lâu trên thị trường trong nhiều năm nay, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng để làm thuốc. Hãy gọi tới số 0839 363 777 để được tư vấn miễn phí 24/24 và đặt mua với giá tốt nhất. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Jindo.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.